Về mặt cá nhân thì tôi có một cái thời kỳ mà ở ở Nga cùng với thời kỳ của Nhật Vượng. Vâng. Tôi thì sang nghiên cứu sinh năm 1990, 1996 với tư cách là nghiên cứu sinh cuối cùng của cái hiệp định Việt Xô về giáo dục đấy. Còn anh Vượng sang với tư cách là sinh viên và cũng đã chứng kiến những cái quá trình mà gọi là kiếm tiền của anh ấy. Có thể nói một cách nghĩa đen là như vậy. Và thấy rằng là ở anh có nhiều phẩm chất tốt để có thể có được ngày hôm nay. Đó là cái sự độc lập mạnh mẽ, khả năng thu hút những cái người mà có năng lực cũng như là quy tụ để tạo ra cái cộng lực mạnh cho cái mục tiêu của mình. Đồng thời đặc biệt là khả năng thích ứng, đoán trước dài hạn và thích ứng với những cái cơ hội mới. Trong cái vụ mà Lý Đức Thành Công ở Mỹ đấy, chúng tôi cho rằng anh có ba cái phẩm chất rất quan trọng. Nó thể hiện cái năng lực của anh đấy để mà có được như ngày nay. Thứ nhất là anh đã lựa chọn được sản phẩm đúng, sản phẩm xe điện, là sản phẩm mà cả thế giới trong tương lai nó sẽ ngày càng mạnh mẽ, như là một cái sản phẩm có triển vọng. Thứ hai là anh chọn được cái thị trường Mỹ, là cái thị trường mà như đã nói đó, cắm cờ ở Mỹ được thì tất cả các quốc gia khác đều có thể cắm được. Đánh một trận là thắng tất cả. Và cái thứ ba rất quan trọng nữa là anh đã có một sự lùi một bước để tiến một bước. Tức là khi mà Lý biết với tên mình thì không được, thì anh mượn danh, liên danh, anh đăng ký với tên người khác, thành một cái chi nhánh của bên khác. Thì như vậy là thành công. Chứ còn nếu mà mình cứ cưỡng là phải có tôi mới xuất hiện thì không không thể xuất hiện được. Vâng. Do đó là cái sự linh hoạt và biết đứng trên vai người khổng lồ là rất cần thiết. Với ba phẩm chất đó thì anh có được thành công như hôm nay. Mặc dù cái thành công này chúng tôi cho rằng là thành công giữ chiếm chính quyền thì là dễ, Lily nói rồi, giữ chính quyền mới khó. Giữ chính quyền đặc biệt là trên thị trường chứng khoán vẫn đầy biến động trong bối cảnh hiện nay, nhất là nước Mỹ, thì còn khó hơn nữa. Dạ vâng ạ. Nhưng mà rõ ràng là với những cái mà bài học anh đã được 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 trải nghiệm và năng lực của anh đã có, chúng tôi tin rằng là anh sẽ có những cách lèo lái và sẽ có những người hỗ trợ anh ấy để lèo lái nó vượt qua được cái thời kỳ đầu, để mà chúng ta tạo ra được cái gọi là cái cảm hứng, cái động lực cho cộng đồng doanh nghiệp Việt, là anh không chỉ là ăn quần cối xay nữa mà anh có thể vươn ra quốc tế ở tầm cao nhất, lớn nhất. Và với cái thời điểm anh huy hoàng ở mức độ 10 tỷ phú thứ 16 thế giới, đấy là một trong những cái gọi là một cái động lực tinh thần rất là mạnh cho các cái doanh nhân khác và cho doanh nghiệp ở Việt Nam. Dạ, vậy thì ở thời điểm hiện tại, anh Duy, anh đánh giá như thế nào về cái mức độ hấp dẫn của nhóm cổ phiếu họ nhà Vingroup đối với các nhà đầu tư? Vâng, muốn nói về mức độ hấp dẫn của nhóm cổ phiếu Vingroup, chúng ta lại tiếp tục phải nói tiếp về VinFast khi ở Vâng. nước ngoài. Đối với cả VinFast nước ngoài, không phải là chỉ đơn giản là bạn kiểm soát cung cầu, là bạn có thể muốn giá nào cũng được, mà media họ sẽ làm rất chặt chẽ. Khi mà bạn có những cái giá mà quá mức so với cả cái mặt bằng chung của những cổ phiếu khác thì chắc chắn là những KOL hay là những người mà trader ở bên đó họ sẽ vào làm việc và họ sẽ đưa ra những cái nhận định, những cái so sánh là tại sao mà Vingroup mà chỉ có từng này xe mà lại có thể có giá từng này, định giá từng này, không thể, vô lý, vân vân. Thế qua đó thì thành ra là chúng ta cần phải làm cả những cái yếu tố mà nó liên quan đến ngoài đời thực hơn. Nghĩa là Vingroup họ sẽ cần thêm sản xuất thêm xe và xe của họ được cộng đồng đón nhận thực sự, nghĩa là tập trung vào thực tế thay vì là chúng ta tiếp tục là những chiêu trò về mặt tài chính để có thể là làm tăng thêm cái dòng tiền của mình. Và qua đó thì thành ra là cái câu chuyện của Vin bây giờ sẽ là câu chuyện bỏ ngỏ, chúng ta tiếp tục chờ đợi xem trong thời gian tới Vin sau khi đã có cái bộ mặt của mình ở trên sàn chứng khoán quốc tế rồi thì sẽ làm gì với cả xe điện để có thể là cho người ta thấy rằng là xe điện Việt Nam hóa ra cũng hay phết. Đấy Và thì hoàn toàn có thể cạnh vâng, tranh với hãng đúng xe ạ. điện lớn nhất thế giới là Tesla đúng không Đúng ạ. ạ? Dạ vâng ạ. Nếu mà nói về mức độ hấp dẫn của các cổ phiếu họ nhà Vin thì sao? Anh có thể tiếp tục chia sẻ được không ạ? Ví dụ như là VIC hoặc là VHM, VRE thì sao ạ? Vậy thì chúng ta đã nhìn thấy rồi, cái vòng gọi vốn đã xong và bây giờ sẽ không liên quan đến vòng gọi vốn nữa mà là vòng làm ăn thực. Vâng. Và qua đó thì thành ra mình sẽ chưa đánh giá vội cái tiềm năng của cổ phiếu Vin cho đến khi mình nhìn thấy có những sự thay đổi lớn hơn của Vin ở trong cái bối cảnh ngoài đời thực.